Hyundai Palisade mẫu xe được nhiều người tin tưởng và chọn lựa. Và chiếc xe của chúng ta thì sở hữu kích thước vô cùng ấn tượng luôn, với chiều dài của xe là tới 4m995, chiều rộng của xe là 1m975 và chiều cao là 1m785, vô cùng ấn tượng. Và xe của chúng ta thì có đến 4 phiên bản nha quý vị và các bạn mình. Quý vị có thể chọn phiên bản đặc biệt hoặc là chọn phiên bản cao cấp. Thì xe của chúng ta là có là 6 chỗ hoặc là mình có thể chọn 7 chỗ. Và đây, quý vị đang quan sát phía trước đầu xe. Xe thì sở hữu cái phản sáng gầm xe cực kỳ lý tưởng luôn, tới 203mm. Phía trước đầu xe thì quý vị có thể thấy những cái nút cảm biến và có radar, hệ thống lái xe an toàn, chủ động, thông minh và thích ứng. Đèn chiếu sáng thì đèn của chúng ta là đèn LED projector, cực kỳ thông minh luôn. Đó. Và tiếp theo thì niềm xin mời quý vị và các bạn cùng quan sát từ bên phần hông xe. Vị trí gương chiếu hậu thì có tích hợp đèn báo rẽ, đèn xi nhan và có camera cặp gương. Gương chiếu hậu của chúng ta là có cảnh báo điểm mù, đặc biệt là có sấy gương luôn ha, sấy gương luôn. Và đây là phiên bản đặc biệt cho nên là sử dụng cái bộ mâm của chúng ta là mâm 18, còn trên phiên bản cao cấp thì mâm là mâm 20. Hệ thống phanh trước phanh sau đều là phanh đĩa nha, đều là phanh đĩa đó. Và hệ thống treo trước là mắt phanh sạch, còn hệ thống treo sau là đa liên kết. Quý vị có thể thấy một cái khoảng sáng gầm xe 203mm thì cực kỳ là ấn tượng. Ngay vị trí này thì quý vị có thể thấy hai cái ống bô nhìn khá là lực lưỡng, và hệ thống cảm biến ở phía sau kết hợp với camera da nằm trong hệ thống camera 360 độ Hyundai Palisade, động cơ 2.2. Thật tuyệt vời cho một cái cốp xe khá là rộng rãi. Và cái băng ghế phía sau là chúng ta sẽ gập xuống như thế này đó. Khi mà mình gập xuống thì mình sẽ có được một cái không gian để đồ rất là rộng nha. Thậm chí là mình có thể là làm thành một cái giường ngủ luôn, đôi khi là mình cần đi chơi, đi phượt rồi đó, đi câu cá rồi đó, đó thì mình ngồi mình nghỉ trưa. Và vị trí này cũng có một cái cốp, mình cũng có thể là tận dụng mình để đồ, để thêm là những cái cây gậy đánh golf hoặc là những cái cây vợt chơi tennis rồi đó, dần dần, hoặc là những cái cần câu máy mình cũng có thể để ở vị trí này. Rồi bây giờ Niệm sẽ đóng lại. Rồi. Máy điều hòa trên xe là 3 dùng độc lập, và đối với phiên bản đặc biệt thì chúng ta có thể chọn 6 chỗ hoặc là 7 chỗ. Đối với phiên bản đặc biệt thì không có cửa sổ trời, còn đối với phiên bản cao cấp thì có cửa sổ trời, mà cửa sổ trời đôi, tức nghĩa là có 2 cửa sổ trời. Và đối với phiên bản đặc biệt thì nội thất ở bên trong là màu đen ha, màu đen, ghế cũng là màu đen luôn, và ghế là có đục lỗ thông gió hết. Và đối với phiên bản cao cấp thì ghế là màu đỏ mà da nắp ba, da cao cấp. Đời sống hiện đại công nghệ 4.0 thì đôi khi là cuộc sống của chúng ta nó quá là bận rộn. Bởi vì sao? Bởi vì nhịp sống nó quá là rộn ràng và tất bật. Đôi khi là chúng ta dễ quên trước quên sau. Thì đối với xe Hyundai Palisade có một cái tính năng cực kỳ thông minh và tiện ích, đó chính là cái tính năng phòng tránh bỏ quên trẻ em từ băng ghế phía sau hoặc là bỏ quên thú cưng. Đôi khi là mình đi về nhà nè, hay là mình đi siêu thị, đi chợ gì đó, đó mình dừng xe lại cái là mình bước xuống xe mình đi luôn, mình để quên là con em của mình hay là thú cưng ở trong xe thì rất là nguy hiểm. Cái tính năng này thì Niệm sẽ cho một điểm cộng. Ghế lái chỉnh điện và nhớ ghế hai vị trí, ghế phụ cũng chỉnh điện luôn. Và đối với hàng ghế phía trước thì có thổi gió làm mát ghế và có sấy ghế. Đối với phiên bản đặc biệt thì hệ dẫn động là FWD, còn đối với phiên bản cao cấp thì dẫn động 4 bánh toàn thời gian hatchback. Vô lăng 4 chấu được bọc da cao cấp xịn sò. Trên vô lăng được tích hợp nhiều cái nút điều chỉnh ở trên đây. Có luôn cái hệ thống mình điều chỉnh lái xe an toàn chủ động đó.
gồm có là gì? Ga tự động nè, giữ khoảng cách nè, bám đuôi xe nè, hỗ trợ phanh khẩn cấp, hỗ trợ đánh lái tránh va chạm, vân vân và vân vân. Xe là có là cảnh báo buồn ngủ luôn nha quý vị, chống lịch làng đồ luôn. Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng, khá là thể thao và phong cách. Cần gạt nước ha, cần gạt nước. Xe của chúng ta là có gạt nước mưa tự động luôn nha. Và đèn chiếu sáng là tự động luôn, thông minh luôn. Một cái màn hình đa thông tin hiển thị ở vị trí phía sau cái vô lăng của chúng ta. Thì màn hình đồng hồ 12.3 inch. Đồng hồ của chúng ta là đồng hồ digital nha, kỹ thuật số nha. Và cái màn hình giải trí đa phương tiện thì cũng là màn hình cảm ứng 12.3 inch luôn nha, 12.3 inch. Đó. Cảm ứng luôn nha quý vị. Và một cái bảng điều khiển nhìn rất là chi tiết nha. Nhiều cái nút bấm rất là dễ quan sát. Thì cái bảng điều khiển của chúng ta thì nhìn khá là xịn sò và đẳng cấp nha quý vị. Nhìn rất là sang trọng. Cần số thì đã được tinh gọn tích hợp rồi. Số của chúng ta là số điện tử hết rồi ha, những cái nút bấm điện tử nè. Đó, không có còn xài cái cần số nữa nha. Mà là số là bằng cái nút bấm điện tử. Đây, sấy ghế thổi gió làm mát ghế đây ha, ghế lái và ghế phụ luôn nha quý vị. Cái vị trí cái hộc để đồ nè. Ha, nhìn rất là sang trọng nha. Đó. Nội thất Hyundai thì khỏi phải chơi nha quý vị. Mình xài Hyundai thì coi như là nội thất và những cái trang bị tiện nghi tiện ích đó, thì khỏi phải chơi. Tuyệt vời, đẳng cấp xịn sò. Quý vị và các bạn đang theo dõi cái khoang động cơ nha. Thì do là xe đậu ở showroom thì cũng mở cửa ra vô nhiều cho nên là rất là dễ mau hết bình nha. Hiện tại thì mình đang nạp điện sạc bình ha. Quý vị có thể thấy một cái khoang động cơ. Máy Hyundai thì khổ phải chơi. Kể cả là xe tải thì nói tới động cơ Hyundai thì anh em tài xế quá là rành rồi. Cực kỳ khỏe luôn và bền luôn. Đó. Và xe thì sử dụng động cơ 2.2 sử dụng nhiên liệu là diesel nha, cho công suất cực đại tới 200 mã lực. Máy Hyundai thì khỏi chơi nha quý vị, cực kỳ khỏe. Im nữa, đó, chạy im nữa. Máy dầu nhưng mà chạy rất là im nha. Chắc có lẽ là Niềm không cần phải nói nhiều về động cơ Hyundai ha. Và quý vị nào muốn xem xe hay là muốn biết thông tin chi tiết gì về xe hoặc là muốn mua xe Hyundai Palisade thì có thể là alo cho Niềm. Số điện thoại Niềm sẽ để dưới phần bình luận cũng như là phần miêu tả. Xin được trân trọng kính chào.